Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và quan trọng là nhiều sức khỏe nha. Hôm nay vợ chồng mình sẽ nấu một cái nồi vịt hả dầm. Món này là món của Bình Thuận Phan Thiết á. Hôm bữa mình có nấu rồi, hôm nay mình sẽ nấu lại để cả nhà cùng ăn. Bây giờ mình sẽ xách xe chạy đi mua vịt. Vịt thì hôm nay ở gần chỗ mình không có bán, cho nên mình phải chạy đi hơi xa chút xíu. Bến phà cổ Chiên là phà đỉnh cao á. Đây qua cầu Nhà Tua là quốc lộ 517. Nước bây giờ đang lớn nè cả nhà. Chờ đói bụng qua ăn tô hủ tiếu đi. Thấy bình thường bán hủ tiếu có bán hủ tiếu. Rồi, mình thích cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn nha. Hủ tiếu gà nóng hổi đây. Hả Trung? Vừa thổi vừa ăn à. Mình mới vừa đi mua mấy con vịt về nè cả nhà. Bây giờ vợ mình sẽ rửa xác gừng, rượu gừng cho nó cái mùa này ăn chuyển được phải không? Ừ. Mùa gừng. Gừng với rượu. Đó, giờ mình rửa cho nó ngâm, rửa cho nó sạch hết rồi một hồi mình mới đem vô mình luộc mình nấu. Vịt mập quá em ha. Vịt cò. Đó không à. Trên dây của mình hôm nay chán nhóc chân. Đó, móc cỡ hồng xuống. Vịt thả dầm. Chanh này em ơi, chanh này nó muốn chín rồi nè em. Chưa có mùi đâu. Móc cái hộp cơ bự nha. Dạ. Có mấy trái bự rồi má ơi. Này đây nè. Nó nằm nó lú lú ở trong nó kẹt nè, nó không hồng xuống được. Cho anh nhắm củi anh luộc ăn vịt trước nè. Ừ, để đi hắt nước lên luộc. Cái dưa leo của mình á, hôm nay mình tưởng nó không có trái không à. Rốt ruột hôm nay thì kết quả cũng như mình mong đợi. Đây, nó đã có trái rồi nè. Nhưng mà ít trái rồi, chứ không có nhiều nha. Đây. Mới được mấy trái thôi. Chưa có bự lắm. Giờ mình thì chuẩn bị rau lặt đồ để sẵn đó. Bây giờ mình nhóm lửa nấu cái nồi nước này để mình luộc hai con vịt. Trời ơi, dư sức qua cầu em ơi. Cái nồi bữa mình nấu hủ tiếu đó cả nhà. Bữa mình nấu hủ tiếu rồi đem về là bữa đầu tiên nấu hủ tiếu mà kêu hủ tiếu ế đó. Mua nồi không coi ngày. Về nấu hủ tiếu ngay bữa đó, ngay bữa trời mưa nữa chứ ha em. Bữa nay mình lấy nồi này mình đổ qua thành không có nấu hủ tiếu mà nấu vịt. Vịt tái dầm. Chút gừng nè, mà chút đặt miếng bỏ không có luộc vịt á. Luộc vịt, đổ thả gừng vô phải không? Lo vô đó bạn ơi. Nhờ khu môn chính bắt cầu yên. Mình ăn gì, ăn gì qua nè. Vịt thả dầm, là em ăn được mấy lô gam nè? Lô gam nè, dưới lô gam nè. Bắp cải nè, rau húng lưỡi, rau thơm, giá. À. Bắp chuối rau muống cũng được đó nè. Dạ hả? Nhưng mà tại mình có nhiều mình ăn nhiều đi. Nhiều quá. Còn khóm với cà hồi bình bầm. Cái khóm nó yêu một trái luôn nha. Bữa nay mua hai con phải nấu một trái mới đủ. Gia vị để nấu chính cái món này là
khóm với cà đúng không? Đúng rồi. Đậu phộng. Quan trọng đậu phộng phải chiên hết này luôn, béo nè. Chiên hết cái này nè. À. Còn gừng nữa là mình làm nước mắm gừng mà làm me, nước me. Mà nước chấm nó không phải ngon cũng được. Hồi vô lấy me nữa. Đây, hai con vịt cò của mình nè, nó cò chứ nó mập lù à. Anh kêu cái chị mà bán vịt á, lựa giùm em đi, để chị lựa giùm em con nào mập mập. Nó chị lựa cho hai con vịt mập ú nụ luôn. Một con chỉ có 70 ngàn thôi, tính ra đâu má. Con cái tiền công làm thêm 20 ngàn nữa là ra 90 ngàn con. Mà vịt mập cực lắm chứ bộ. Ừ. 20 ngàn cũng được. Bếp bên đây chấm nè, mình rang đậu phộng luôn. Rồi mình muốn gì cũng được. Rang để sẵn để hồi cái mình chăm diễn ra mình để trong cái nồi vịt thả dầm mình nè. Là mình luộc vịt mình phải để gừng vô. Dư luôn anh ơi. Còn dư luôn cái nồi này bự mà. Để cho xíu muối vô, một mặt vô miếng. Tức là nêm gia vị tí vô cho nó thấm vô con vịt. Cho nó thấm vô con vịt. Cho nó ngon. Em bấm cái hạt nêm nữa nè. Muối, bột ngọt, hạt nêm đúng không? Chút xíu rồi. Rồi tiếp tục châm lửa cho vịt nó chín. Đây, bây giờ mình sẽ vớt bọt lên. Chắc là lòng vớt bọt ra chứ mới vớt bọt lên. Nấu cũng nói lộn nữa. Mình nấu cái hai con vịt này là kêu bằng là rất là ngon. Tại vì vịt này nó không có mỡ. Vịt này kêu bằng là vịt cò á. Không có mỡ. Vớt bọt xong thì bây giờ mình sẽ chở bẹ con vịt lại cho nó chín đều. Vịt này là người ta nuôi, người ta chạy đồng, vịt đẻ hết trứng rồi. Nhưng mà nó già rồi đó, người ta bắt đầu ta mới bán vịt thịt. Giờ mình lọc khóm. Khóm thì càng rồi chứ mình xào. Mình cứ nhỉ nha. Cho anh cái cùi. Hôm nay mình nấu hai con vịt, mình làm bà em cái khóm luôn. Cái gì? Bằm khóm, bằm cà, bằm rồi xào, tỏi ớt nữa hả? Tỏi ớt mới mình xào, mình bớt. Bằm khóm xong rồi tới bằm cà, đâu cần nhuyễn em, dừa thôi không? Dừa thôi. Mình bằm bớt nó mau nhừ, bằm nhiều nó lâu, từ từ. Bây giờ mình đâm gừng với ớt nè. Để làm nước mắm me chấm thì có me đó nha. Cái món này lần trước vợ chồng mình có nấu một lần rồi, ăn rất là ngon. À, bây giờ chị Tư để gừng với ớt hồi nãy mình đâm rồi đó. Để vô cái tô nước mắm me. Nước mắm me đúng không em? Đúng, mắm me mà mình làm gừng. Ăn cái gừng nó ngon. Mọc dần rồi. Hấp dẫn rồi. Hấp dẫn quá, nhìn giống mắm nêm quá ha. Ủa anh chưa vớt cho trái nguội hả? Chưa, anh để cho xíu đi cho nó sợ nó, anh sợ nó dai á. Mà chắc cũng được rồi, sớm giờ rồi. Sớm, bỏ vô. Đầm hết luôn ha. Đầm hết luôn. Bây giờ mình vớt vịt ra. Vớt vịt ra rồi để cho nó nguội chút đã. Ngủ chưa? Đi nhờ đây đây. Em đi đây làm vịt em đi. Con ngủ nãy giờ vậy rồi.
Một con vịt xè ra hai cái cánh, nó kêu gần cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bơm. Ui da. À, hai con vịt. Đó thằng thấy cái chài. Ở ngoài chỗ rửa chén đó tư. Thằng nước đó tư. Đây hai con vịt nó nằm hả hông, chờ nó nguội rồi bẻ sẽ chặt nó ra. Nó phải chờ bảy hả hông ra cắn nó lại hả? Chưa từ chặt mới cắn được. Anh đi cắt lá chuối rồi lên ơi. Lên cắt lá chuối. Đây cái nước mắm me gừng me, nước chấm này là rất đặc biệt nha. Chắc là đặc biệt nha. Mồi cũng mồi bén nha. Đây mình có mấy cọng rau muống nè, đem vô cho mấy em thỏ mình ăn nè. Mấy bé em gái đó ăn đi. Cả nhà thấy nay hai em thỏ của mình bự không? Đây cho cả nhà xem bồ câu con của mình hôm bữa nè. Thấy không, hai con bự nè, thấy không, bồ câu con bữa nay nè. Bữa nay đủ lông đủ cánh rồi nè. Bây giờ nó đẻ thêm hai trứng khác nữa đó, nó đang đẻ hai trứng nữa nè. Còn hai con bồ câu này mình thả lan nè, mình có cột cho nó cái ổ ở trên rồi, nó cũng có nhảy lên nhảy xuống nữa. Bây giờ bảy sẽ mạng phép chặt hai con vịt này ra nha, còn nóng hổi nha. Một nhát đầu tiên. Cánh nè. Gió đầu cành hả tư? Gió đầu cành hả? Và để bán 101 hả? Mới lấy số điện thoại nè. Sao? Rồi bắt đầu công đoạn cúng cùi. Và cuối cùng là mình xào cà khóm, đậu phộng và vịt. Cà cho ra nước đỏ phải không? Giờ mình lấy khóm cho mình xào luôn. Giờ mình nếm cho nó thấm lên đây đi. Nó có thịt vô. Giờ để đậu phộng vô hết luôn. Giống như trộn hồ nè. Rồi để đậu phộng vô thơm quá. Rồi, thả vịt vô ha. Rồi, để hết vịt vô luôn. Chặt nó nhỏ hay chặt nó nhỏ vừa ăn nè. Đó, cho thấm gia vị đều vô. Xong rồi mình để cái phần này nè. Đó, hết vô trong cái nồi nước luộc vịt hồi nãy mình đã luộc đó. Để hết vô đó. Rồi bây giờ mình xúc từ cái chảo lên đây, qua một cái nồi lên đây.
này là kêu mình thả dầm đó cả nhà. Đó. Tàu mình à, nếm lại, nếm cho coi nó vừa ăn hay là không, mặn lạc gì đó, bắt đầu mình nếm nếm lại. Còn hay lạc, mình có thêm đường. Đây cái nồi vịt thả dầm của mình là xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ để mấy cọng cau găm vô nữa ha. Đó, để cọng vô. Rồi là chan nước vô ăn được rồi, không có chùm lửa nữa. Giờ mình thì đang bắt mấy tô bún ra để chuẩn bị chan nước vô ăn. Mấy đó là lòng em để chia vô mấy tô hết luôn. Chào đất ơi. Sao vậy? Cơm gậu chân rồi hả? Làm gì tới bụng quá. Có trụng lên không hay là gì là múc vô hả? Múc vô luôn tơi, đang nóng lắm. Múc nước không nha. Bậy à, thịt đó đó. Đây là tô vịt, bún vịt thả dầm của mình nè cả nhà, xong rồi nè. Ha, thịt ha. Có đậu phộng ha, có cà khóm nha, rau găm nè, bắp cải và đặc biệt là chén nước mắm chấm nè, nước mắm me mà có gừng. Có cái nguyên miếng gừng hay vậy ta? Miếng gừng hồi nãy là lột vịt đó. Thối lên nhiều. Vịt thả dầm, món này của bình ngoài Bình Thuận Phan Thiết á. Rồi mời cả nhà cùng ăn bún vịt thả dầm nha. Ngon Tư. Ừ. Vừa miệng ha, được ha. Đầu tiên ăn luôn. Thấy nấu bán được chưa? Vĩnh Long mình chưa bán món này rồi con. Vĩnh Long chưa bán luôn. Vịt mà vịt cò luôn mới ghê chứ. Vịt này nấu không có mỡ, ngon. Có chuyện cái nó mắm rồi. Trời mời cả nhà cùng ăn nha. Trời đất ơi, đâu có giò vậy? Chị Tư đưa nha nó. Trong nội nhỉ ra vậy. Không nóng cực khổ cho cái đầu với cái giò. Mẹ vậy Tư, còn phao câu nè. Nè, đầu. Ủa vậy luôn hả? Giò nè. Đầu nè, phao câu nè. Mề có luôn. Mề nè. Cánh. Quyết nè. Quyết nè. Gan có không? Gan nè, ăn hết con vịt mẹ rồi. Đúng không? Hơi lạc phải không? Không dâm mà. Mắm này ngọt nè. Mời cái nhà cái mẹ nào. Mày vịt. Lần đầu tiên đi ngoài Bình Thuận á, ăn lần đầu tiên nó mới biết luôn á. Rồi cái về bữa hôm bữa nấu, nấu cái này nấu lại, ngon dễ ăn. Làm thứ nhất, ăn Bình Thuận, ăn cấp về, nấu.
nó có đủ mùi vị không? Cà, khóm, đậu phộng, rau găm, gừng. Những cái gia vị đó rồi mình nêm muối đường một ngọt vừa này mình xong. Ngọt ngọt, có hậu chua chua nhẹ của cà với cái khóm á. Đậu phộng mình nó béo. Bà tính mua thịt trắng bự. Thấy mập quá, mà giữ lại hai con vịt. Có còn còn hai con vịt bự à. Mà vịt bự đó người ta dặn rồi. Còn chứ còn vịt cò không mà. Đó là mà 3 năm trước đó, ba nuôi bảy với mé với tư đó. Vịt cò nè, ngon chứ sợ. Còn nó ngon. Trong cá hồ câu. Được cái chim cạp chưa? Thôi. Đơn giản là tôi là cạp. Ừ. Muốn cạp là đang nồi với một cái nữa. Sao đó? Nè, ăn được coi nè. Ô, một cục thịt nuôi nuôi. Đó chị đen em trang trí cái tô. Đi cho leo có trái gì vậy? Có rồi, ở được không có trái không? À, cuối cùng cũng đó. Có trái rồi. Rất cọc nào của chị Tư nào. Thôi kìa em chưa hết rồi. Chị vẽ đũa cho chị đâu có cầm chị cắn đâu. Chị biết rồi nhưng mà ăn hết đi. Ai ăn rất cọc, ăn cọc hết. No rồi. Hai chị em ăn hay cái gì lộn. Thấy thằng chồng đi, ăn giá nữa nè. Rác sung lắm. Cái chuyện nó làm gì gà với sung. Nói mà ăn hết cái tô luôn à. Sạch bách. Còn nó không ăn đi chèn. Còn gì? Chèn. Cái chèn. Chèn chứ không phải chèn. Trời ơi cái mề dày để mà bỏ. Nước ly nữa bé ơi. Vụ rồi, hết vụ rồi hả? Vụ rồi. Chị quay nhìn nó chèn vô nha. À rồi vậy. Trời ơi, chừng nó lật nha trời. Cũng lật lao lăn đưa mà. Má kẹp, nó kẹp nó lại. Là giảm nằm nó đưa rồi. Ừ, cái mà nó giòn, ngon. Rất là no cả nhà ơi. Rồi thôi bây giờ vợ chồng mình sẽ dọn dẹp để vợ mình còn coi con nữa, con mình về tiếp. Rồi thôi bây giờ vợ chồng mình xin chào và hẹn gặp lại các nhà video tiếp theo nha. Tạm biệt các nhà. Ngon quá. Bảy nấu mà Tư. Sao anh Tư ăn thấy sao anh Tư lạ không? Lạ. Lạ mà ngon. Kêu bằng nấu gì? Máy dầm gì? Dịch thả dầm. Máy dầm. Quay qua đút cho Tư một muỗng. Bắt Tư một muỗng, con một muỗng nha. Cái miệng như con mèo vậy đó. Như con mèo vậy đó. Ngày sáng anh lấy cái ghế xuống cho nó để đút cái nang cái ghế ngồi á. Bự quá. Bự quá ngồi không được.